Trường thật là đẹp quá đi các bạn ơi. Mọi người cố gắng được đến đây học nhé. Bây giờ mình sẽ đi ra Memorial Church là điểm cuối cùng, và sau đó là sẽ đi công ty. Hello cả nhà, mình là Hannah, cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương đã từng được học bổng đi New Zealand và làm việc tại PwC, Microsoft và Facebook. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến một nơi rất là thú vị, đó là campus của trường Đại học Stanford của Mỹ. Mình sẽ đến đây chơi tham quan khoảng tầm 30-45 phút trước khi quay trở lại văn phòng trụ sở của Facebook để làm việc. Mình sẽ đưa mọi người đi cùng nhé. Đây là cái site của Stanford Visit Center. Campus xung quanh trường. Có những cái cây palm tree này rất là lớn này. Đây là tòa nhà 295, là cửa vào của Visitor Center, thì mình sẽ vào đây để hỏi một số thông tin nhé. Ở ngay ngoài cửa thì có những cái quyển giới thiệu về trường miễn phí như này, bất cứ ai cũng có thể lấy. Campus is out this way. You can take this with you. Yeah. The campus bookstore is right here. Yeah. The student union's right here for shopping and eating. Yeah. If you're interested in engineering and exhibits and things like that, I would head over to this engineering quadrangle. Yeah. On a campus walking tour, the path we take to kind of hit all those things would be to start here, yeah. Go down the street, Galvez, until it ends, turn yeah. right. You'll go past Hoover Tower, that opens at 10. Yeah. And then you hit the big main quad. And yeah. some people just go right in there at that point. Also yeah. check out Memorial Church, which is gorgeous. Yeah. On our tours, we actually come down here first to take in science and engineering, and then we come back. But if you're, okay. depending which, how much, if you're interested in science or not. Yeah. Then you come out this way, you're facing the main library, and yeah. then come this way, you're near the bookstore and the student. Mình đã đến Stanford Stadium. Nó rất là rộng nên là nó có nhiều cổng khác nhau ấy, mọi người có thể đi vào. Đây là kia ra tên những cái người là sáng lập lên cái stadium này này. Đây cả nhà nhé. Ngay cạnh cái visitor center là cái sân vận động. Thì sáng sớm mình đã thấy có bạn ra đây để tập chạy thể dục rồi chắc là làm sport. Cái chỗ này là vinh danh championship, college champion, chắc là các bạn đi chơi thể thao. Đây Davis Cup, Wingman Cup, Fed Cup. Tòa nhà cho các bạn alumni. Thì bây giờ mình đang đi bộ để ra mấy cái khu nhà thờ rồi là quảng trường. Phải đi nhanh thôi, tại vì sắp phải về họp rồi. Chỗ này là dành cho các bạn mà muốn nghiên cứu về chính sách nhá. Chính sách kinh tế. Đi tiếp thôi. Các tòa nhà ở đây trông rất là dễ thương. Xung quanh thì có xe đạp này, các bạn sinh viên ở đây thì đi xung quanh bằng xe đạp và ô tô. Trời mùa thu đã chuyển sang lá vàng. Chỗ này là Thao Hô, và lúc nãy thì bác ấy nói là nếu như mình đợi đến khoảng 10 giờ 10 rưỡi thì sẽ có vé vài đô la được lên trên tầng cao nhất kia để ngắm toàn cảnh campus của Stanford, nhưng chắc mình không có thời gian. Đây, trong đây cũng có fountain luôn, là đài phun nước. Quanh trường lúc nào cũng có thể tìm thấy những cái chỗ có bản đồ này để mọi người có thể đi xung quanh được. Ta-da, mọi người ơi, chỗ này được gọi là Main Square. Khuôn viên rất là rộng và đẹp của trường. Tòa nhà trông nhìn cổ này, nếu như mọi người nhìn thấy rất là gần tường kia, tường ở cổ, và xung quanh thì các bạn đang nhộn nhịp đi xe đạp để đi học, cho mọi người nhìn rõ hơn nhé. Khu này gọi là Main Quad, chắc là cái khu vực chính của trường. Rất là đẹp. Đây là cửa đi vào đây. Đó, nhìn bên kia. Đây gần hơn một chút. Trường thật là đẹp quá đi các bạn ơi. Mọi người cố gắng được đến đây học nhé. Bây giờ mình sẽ đi ra Memorial Church là điểm cuối cùng, và sau đó là sẽ đi về công ty. Bây giờ mình sẽ đi bộ ra nhà thờ. Đây là khung cảnh nhìn đường phía bên này. Đẹp quá nè mọi người ơi. Quá đẹp luôn ấy. Chứ là cái kia là cái khu cổng chính á. Đi mình đi ra cái chỗ nắng này cho mọi người nhìn rõ hơn. Hello cả nhà ơi, đây phía sau mình là cái Memorial Court. Nó thiết kế rất là đẹp. Và đằng trước mình là cái nhà thờ. Thì mình sẽ quay cái nhà thờ đấy cho mọi người xem nhá. Đây, để mình quay 180 độ này. Thao Hô này.
Ta-da! Đây, đây là cái memorable trip. Thì mình sẽ đi thật là nhanh vào xem có gì không nhá. Bây giờ nắng nó không to như lúc nãy nữa. Đây là mọi người nhìn hơi tối, để mình để chỉnh xem khi nào nhìn sáng hơn. Hoặc là đi vào gần. Đó, đây là cái memorable church, thiết kế rất là đẹp. Và hai bên thì nó cũng có những cái hallway. Đấy, mọi người đi tham quan.